Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn, chia sẻ cho các bạn cách nấu món cà chua xúc tàu hũ dồi hạt nghệ. Đây các bạn ạ, mời các bạn cùng theo dõi nhé. Nguyên liệu để nấu món cà chua nhồi hạt sốt gà là hạt băm nghe các bạn, cà chua và bún gạo, kèm một ít tỏi và hành băm. Và cho đây thì hạt mình đã nho cà chua, hạt mình đã nhờ tàu hũ và mình đã chiên sơ đây các bạn. Hạt mình băm cùng với hành tỏi. Và theo đây là chi tiết mình sẽ chia sẻ cách làm món tàu hũ và hạt sốt cà chua. Đây thì cà chua mình sốt mỏng, cắt mỏng rồi mình sắp ở đáy nồi các bạn. Mục đích sắp ở đáy nồi để cho mình thứ nhất là không cháy nồi, không đồ hũ không dính nồi, và như thế thì đồ cà chua nó sẽ chín mềm và nó tan đều ra và hấm ra đều vào tàu hũ và nhồi hạt, như thế nó sẽ ngon hơn. Và sau khi mình nhồi hạt và bún gạo, thêm chút gia vị hành tỏi vào đồ hũ và sắp một lớp cà chua dày hay mỏng thì bạn thích ăn cà chua nhiều hay ít xuống đây nồi. Và tàu hũ nhồi hạt mình đã đem chiên sơ và bỏ vào ở trên cà chua, và mình để nắp lại khoảng 10 phút là thành phẩm như thế này các bạn. Mình thử coi vừa ăn, nếu không thì mình có thể cho một tí muối, tí tiêu, tí đường nữa là ok, là mình có thể dùng được. Ở đây là thành phẩm, mời các bạn cùng hưởng nhé. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Đây sẽ mình đăng ký nếu bây giờ mình hay nhé. Cảm ơn các bạn, tạm biệt các bạn. Chúc các bạn thành công với món tàu hũ đậu hũ nhồi hạt sốt cà chua này nhé.